Dạ vâng ạ, em luôn xin được hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và kính thưa các bác cùng anh em. Trong clip tiếp theo này thì luôn xin được trân trọng giới thiệu, quay, review và chào bán tới các bác cùng tất cả quý anh chị em. Đó là những đôi loa hàng bãi xịn do công ty B3 Beta 3 sản xuất. Những đôi loa hàng bãi tình trạng còn rất đẹp. Và em luôn chuyên B3 thì sẽ không bao giờ làm các bác cùng anh em thất vọng đúng không ạ? Số lượng về trong buổi chiều ngày hôm nay là 5 đôi các bác nhá. Và em xin được giới thiệu thêm, hàng cũ của lô trước là em còn một đôi. Vậy tổng là bây giờ em đang sở hữu 6 đôi loa B3X15i 25 mã. Những đôi loa này sở hữu đó là một bát 40 từ 220 coi 100 và một tép từ 17 coi 7.2, thùng gỗ sơn sần bóng màu đen. Đôi loa này còn tương đối đẹp các bác nhá. Thì em cũng xin phép là sẽ báo giá luôn để các bác của anh em mọi người có thể chuẩn bị được tài chính kinh tế tốt nhất của mình. Thưa các bác cùng mọi người, hiện tại một đôi loa B3X12i hàng bãi thì em đang chào bán giá là 17.500.000. Còn đôi loa B3X15i hàng bãi thì em đang chào bán giá là 21.500.000 các bác nhá. Hàng như em thì khác bọt hoàn toàn so với hàng trên thị trường các bác nhá. Nó có chất lượng rồi. Em tuyển chọn từng đôi một để phục vụ các bác của anh em rồi. Đó, hàng rất đẹp các bác nhá. Và để đôi loa này nó đưa ra được cái chất âm hay nhất thì các bác hãy ghép với những con đẩy có công suất ít nhất là khoảng 800W trên một kênh hoặc 1000W trên một kênh thì là đẹp các bác nhá. 800W hoặc 1000W, giá 21.500.000 một đôi. Các bác của anh em có thể mua lẻ từng đôi loa hoặc là muốn ghép nguyên com thì alo cho em sẽ tư vấn ghép combo một bộ cho toàn thể các bác. Và hiện tại em đang có song song đó là X15i 25 mã hàng mới tinh. Anh em thích bóc xốp thì em vẫn đang có hàng các bác nhá. Giá hiện tại là 31.500.000. Hàng mới tinh nguyên trong thùng xốp là 31.500.000. Còn hàng bãi người ta đã sử dụng rồi thì là 21.500.000. Đấy, đủ các mặt hàng để phục vụ các bác cùng mọi người khi các bác cùng mọi người có nhu cầu mua sắm. Và cũng vị trí này thì hôm qua em đã giới thiệu những quả súp Phaeto của Italia, dòng hầm 15.000.000 một quả, đúng không ạ? Đó, hôm trước thì em đã có nhiều hàng về em bán 16.000.000 đấy ạ. Hôm qua em về hơn 10 quả nữa, em bán giá tốt luôn là 15.000.000 cho các bác của anh em mua sắm. Và cùng về với lô hàng 5 đôi loa B3X15i 25 mã hôm nay, em về thêm được 2 quả loa súp hơi đơn Timor, dòng súp hơi thùng hầm rất đạt, rất chuẩn các bác nhá. Giá thì lại cực kỳ là ưu ái, chỉ có 7.000.000 một quả thôi các bác nhá. 7.000.000 một quả súp Timor Pro, có 2 quả các bác nhá. Đó, hàng kèm theo, hàng kèm rất đẹp các bạn. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm alo cho em. Rất nhiều các bác muốn mua những quả súp quà giá khoảng 6.500.000, 7.000.000 đến 8.000.000 thì hãy alo cho em để sở hữu ngay đôi súp Timor này, 7.500.000 một quả tại cửa hàng. Loa B3X15i 25 mã hàng bãi giá 21.500.000 tại cửa hàng. Còn hàng mới là 31.500.000 tại cửa hàng. Em cảm ơn các bác của anh em. Và thưa các bác của anh em, mọi người quý mến đặt em cái biệt danh là Alan chuyên B3 và chuyên JBL thì cũng không làm các bác của anh em thất vọng. Em liên tục về hàng những sản phẩm model cao cấp nhất của JBL và những model cao cấp nhất của B3. Em cảm ơn toàn thể các bác và xin phép gửi lời chào. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo. Em có tổng 6 đôi, các bác liên hệ sớm, thật sớm cho em ạ. Vì em bán những dòng này rất nhanh. Cảm ơn các bác của anh em ạ.